Quy định mới tại Nghị định 49/2021 có rất nhiều nội dung khuyến khích các chủ đầu tư dành nguồn lực phát triển dự án nhà ở xã hội. Trong đó, đáng chú ý là nội dung chủ đầu tư phát triển dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với phần diện tích đã được nhà nước giao cho thuê. Ưu đãi này cũng được áp dụng với cả các dự án mà chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.